Ủa, anh làm gì ở đây? Em... Anh là chủ công ty này á hả? Lâu quá không gặp em ha. Anh thấy em vẫn xinh như ngày nào. À, anh phải cảm ơn em á, vì ngày đó đã bỏ anh đi để anh thức tỉnh được như ngày hôm nay. Anh á, đàn ông mà chẳng làm nên cái trò trống gì hết. Quen anh 3 năm rồi mà anh vẫn còn ở trong cái phòng trọ chật hẹp này hả? Anh không chán à? Em phải cho anh thêm một cơ hội chứ. Cho anh thêm một chút thời gian thôi. Lúc nào anh cũng cần thời gian, thời gian. Mấy năm rồi em có thành công đâu. Lúc đầu anh cũng chán nản và bế tắc lắm. Sự nghiệp thì không có, người yêu thì bỏ anh mà đi. Anh chỉ muốn kết thúc cuộc đời này thôi. Nhưng thật may là... Ủa, anh đi. Anh bỏ đây ra. Anh chết rồi, chết chết. Anh chết rồi, ba mẹ anh để cho anh. Và anh Linh đã cho anh nhận ra được một điều á, là người yêu có thể bỏ mình đi, nhưng ba mẹ thì không. Ba mẹ anh á đã rất khổ cực vì anh, nhưng anh vẫn chưa làm được gì cho họ. Và anh Linh đã chỉ cho anh được rất là nhiều điều để anh có được ngày hôm nay. Và một lần nữa anh phải cảm ơn em rất nhiều. Sao anh lại cảm ơn em? Nhờ em chia tay anh á, mà anh đã ngộ ra một điều là đàn ông á là phải có sự nghiệp và trở nên giàu có để có thể lo được cho gia đình và cả xã hội. Cô gái đó bỏ em ấy, cái điều đó có ý nghĩa gì đối với em? Tại sao anh? Mỗi sự việc đến với cuộc đời của mình ấy, đều có một ý nghĩa tích cực nào đó. Em có nghĩ rằng ấy, là cô gái đó bỏ em đang cho em một cái cơ hội để có một cái cô gái khác xinh hơn không? Có phải ấy, cô gái đó bỏ em là để nhắc nhở em rằng đàn ông ấy, là phải trở nên giàu có và thành công hơn không? Và em nên nhớ còn rất là nhiều cô gái khác đang chờ đón em phía trước. Tại sao em phải chết vì cô gái đó? Điều đó có đáng không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.